chấp tình hình căng thẳng thì những nghệ nhân miền đông Ukraine vẫn ăn mừng ngày lễ phục sinh khá tươm tất. Một trong những hoạt động điển hình là triển lãm trứng phục sinh. Triển lãm trứng phục sinh ở miền đông Ukraine diễn ra tại thành phố Lviv, Ukraine. Những quả trứng phục sinh đủ màu sắc này được bán để gây quỹ từ thiện mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện nhi. Tất cả mọi thứ được bày bán trong lễ hội đều quy về làm từ thiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng đặt một thùng quyên góp để cho tất cả mọi người đặt tiền vào đó. Riêng số tiền mà chúng tôi thu được trong ngày 5 tháng 4 sẽ được quyên góp cho Bệnh viện Lviv để mua sắm thêm trang thiết bị y tế dành cho các bệnh viện nhi. Đây là lần thứ 5 Lviv tổ chức triển lãm trứng phục sinh. Thời tiết giá lạnh buộc triển lãm phải dời tới một nhà máy sản xuất đèn cầy. Những nghệ nhân tham gia chế tác trứng phục sinh là những người dân Ukraine sống ở miền đông, thậm chí là người gốc Crimea. Những hoa văn họa tiết mà chúng tôi vẽ thể hiện tình trạng hỗn loạn của Ukraine bây giờ. Chúng tôi muốn nó phải thật ấn tượng và có tính biểu trưng. Ngoài những nỗi đau và mất mát, nó còn phải thể hiện được hy vọng của người dân chúng tôi. Chẳng hạn như đây là mặt trời, còn đây là những màu xanh hy vọng. Triển lãm trứng phục sinh nằm trong chuỗi lễ hội dịp này của thành phố Lviv, Ukraine. Lễ hội kéo dài đến ngày 19 tháng 4.